Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp và Truyện Lăng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 19 của bộ truyện Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share và comment nhận xét của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Lại nói, Dương Lăng thường nghe trong tuồng hát có câu lôi ra ngọ môn chém đầu. Vì vậy vừa rồi, khi nghe xong câu nói hồn hển của Hoàng Trị thì hắn sợ đến giật thót. Kỳ thật ngọ môn là cửa chính ở ngoài Hoàng Cung, cũng là nơi triều đình cử hành những lễ lớn trọng yếu. Triều đình mà xử trảm phạm nhân thì không chấp hình ở ngoài ngọ môn. Nhưng cũng không có nghĩa là nơi đó không thể giết người được, vì đó cũng là nơi triều đình xử phạt đình trượng. Đình trượng là hình thức phạt đòn đối với quan lại ở trong triều. Dưới đình trượng trước đây và tương lai chẳng biết sẽ còn bao nhiêu người phải chết nữa. Hơn nữa những người đó đều bị đánh cho chết tươi, so với chém người giữa chợ thì còn thê thảm hơn rất nhiều. Dương Lăng và Cốc Đại Dụng bị thế giám giao cho thị vệ trong cung chó lại đem ra ngoài ngọ môn. Ngoài ngọ môn sớm đã có một đám người đang đứng. Viên thái giám nội quan giám hình chấp pháp hình phạt ngồi ngay ngắn trên ghế thủ vị. Phía sau hắn bên trái có 30 tiểu hoạn quan, bên phải có 30 cẩm y vệ. Phía trước là 50 tên ngục quan hành hình tay cầm gậy gỗ sơn son. Nhìn tư thế cũng đủ cho người ta phải hoảng sợ. Đến lúc này cả Dương Lăng cũng kinh hãi vạn phần. Trong hình dạng của viên quan thái giám giám hình ngồi ở xa xa, Cốc Đại Dụng không khỏi mặt mày tái nhợt, hắn nức nở nói: "Không ổn rồi, là ti lễ giám Phạm Đình, Phạm Công Công. Ừ, hắn mà giám hình Dương đại nhân à, chúng ta hôm nay e rằng khó mà bảo toàn rồi." Dương Lăng hỏi: "Phạm Đình sao? Lão lợi hại lắm sao?" Cốc Đại Dụng run run nói: "Phạm Công Công là ti lễ giám thủ hạ đắc lực của Vương Nhạc, Vương Công Công, nắm giữ Đông Sướng. Lão trước nay là kẻ lòng dạ ác độc bậc nhất rồi. Chúng ta lần này toi rồi, người hãy chờ mà xem. Quy củ ở trong cung, phả mũi giày của Công Công giám hình thu lại vào phía trong thì dụng ý là đánh cho đến chết thì thôi. 30 côn đủ để cho phạm nhân mất mạng rồi." Dương Lăng mới nghe thì nhíu mày, vừa nghe đến Sưởng Công, Đông Sưởng đốc hình, trong lòng đột nhiên có thêm vài phần hy vọng. Bản thân mình là người của Đông Sưởng và cẩm y vệ phái đến bên cạnh thái tử, chỉ mong vị quý nhân Sưởng Công này không quên việc đó, còn nhớ mình là ai. Vậy lúc đánh có lẽ sẽ hạ thủ lưu tình. Hai người bị áp giải tới trước mặt Phạm Đình, chỉ thấy trên đất sớm đã có một người đang quỳ dài trên đất, trên người bị vải bố quấn rất chặt, chỉ lộ ra cái đầu và bả vai, muốn động đậy cũng không động đậy được. Nhìn thấy hai người vừa tới, người nọ cười khổ nói: "Dương đại nhân, Cốc Công Công, các người cũng tới rồi sao?" Cốc Đại Dụng nhìn thấy hắn không khỏi vừa sợ vừa giận, cất giọng the thé hỏi: "Tiền Ninh là người tố giác với hoàng thượng sao?" Tiền Ninh cả người nằm thẳng đơ như xác ướp, hắn cố gắng giữn cổ lườm Cốc Đại Dụng, bất đắc dĩ cười gượng đáp: "Nếu là ta tố giác, ta còn nằm ở đây sao?" Hắn khổ sở rên gì nói: "Ở ngoài Thọ Ninh hầu phủ, thủ hạ của ta vô ý để rơi một tấm yêu bài, kết quả bị Tam Pháp Ti tra ra nguồn gốc cả, bắt ta tới đây này." Tên tiểu thái giám đứng bên cạnh cao giọng hét lên: "Im lặng, phạm nhân không được huyên náo ở đây." Chỉ trong khoảnh khắc, bọn Lưu Cẩn, Mã Vĩnh Thành cũng mặt dám mày cho bị áp giải ra ngoài ngọ môn. Phạm Đình từ từ đứng dậy, tên tiểu thái giám đứng cạnh vội đưa lên một cái khay sơn son, bên trên đặt tấm lụa vàng. Phạm Đình từ trong khay lấy ra một chiếu thư, cao giọng tuyên đọc ý chỉ của hoàng đế: "Phụng thiên thừa vẫn, hoàng đế chiếu viết, Dương Lăng..." Lão đọc tới tên này thì ngừng lại một chút, mắt lướt nhanh tới Dương Lăng, thấy y cũng đang nhìn mình vẻ mong chờ tha thiết. Khóe miệng của lão không nhịn được liền nhếch lên một nụ cười không dễ bị phát hiện. Phạm Đình tiếp tục đọc, nhất nhất đọc đủ tên 10 người. Tuyên đọc xong thánh chỉ, lão lại phất tay, đám người Dương Lăng đồng loạt bị đè nằm sấp xuống đất.
mỗi người đều bị một tấm vải bố quấn chặt thân thể, không thể động đậy. Hai chân cũng bị người ta dùng dây thừng trói chặt. Dương Lăng thấy mình chỉ bị kéo vạt áo khoác chứ không lột trần mông, cũng hơi yên lòng. Tiền Ninh nằm bên cạnh y nói nhỏ: "Yên tâm, hiệu úy chấp pháp đều là thủ hạ của ta, ta sẽ không đánh thật đâu. Chỉ là cú cuối cùng sẽ không làm giả được, đến lúc đó ráng nhịn, đừng có chỉ bới là được rồi." Dương Lăng hồi hộp nói: "Đa tạ tiền huynh đã chỉ điểm, nãy giờ ta thật sự cũng hơi lo." Y nằm dài ở đó, cố ngẩng đầu nhìn Phạm Đình, muốn xem mũi chân của hắn đang ở thế ngoại bắt tự chĩa ra ngoài hay nội bắt tự chĩa vào trong. Không ngờ từ những kẽ chân của mấy tên đại hán hành hình, chỉ thấy Phạm Đình giơ chén trà, ngửa mặt nhìn trời, đôi chân bắt chéo, rung rung rất thoải mái, không khỏi ngẩn người ra. Y đảo mắt nhìn mấy người cốc đại dụng, chỉ thấy mấy người này cũng mở mắt to mắt nhỏ. Đám người này đều đã biết quy củ đánh người của nội giám trong cung, do đó hôm nay lại thấy Phạm Đình chẳng theo sách vở gì cả, ai nấy đều không hiểu ra làm sao. Chỉ thấy một tên tiểu thái giám tới cạnh bên người Phạm Đình, cúi xuống lắng nghe lão dặn dò vài câu, rồi đứng lên cao giọng quát: "Hành hình!" 10 tên tiểu kỳ quan cầm y vệ, tay cầm gậy gỗ, đi đến sau đám người Dương Lăng, giơ gậy gỗ lên cao, hét lớn một tiếng, quất xuống vù vù. Tiếng gió từ cây gậy lạnh thấu xương, nhìn lên thấy uy thế cũng đủ kinh hãi. Nhưng khi gậy quất vào mông, Dương Lăng chỉ cảm thấy hơi nhột nhột, chứ không thấy cảm giác đau đớn bao nhiêu. Y đang kỳ quái, bên cạnh bỗng nghe tiếng gào như núi lở đá nhào, thật sự khiến cho người người rơi lệ, kẻ kẻ thương tâm. Dương Lăng giật bắn cả người, quay đầu lại nhìn Tiền Ninh, thấy hắn méo cả miệng, mặt nhăn nhó, tiếng gào thảm còn hơn cả tiếng giết heo. Nhưng đôi mắt thì dường như đang trộm nhìn y nháy mắt, ánh mắt giảo hoạt vô cùng. Dương Lăng giật mình, vội vàng cũng lớn tiếng kêu gào thảm thiết theo. 10 tên tiểu kỳ mỗi người đánh xong 3 gậy liền lui xuống. Tên tiểu thái giám ra lệnh kia lại quát lên rất là uy phong: "Luân hình!" 50 tên lính nghe vậy, 5 người một tổ cầm bổng thành hàng, luân phiên tiến lên chấp hành hình phạt. Họ hô theo nhịp kêu lên một tiếng: "Đánh hết sức vào!" Rồi một gậy nện xuống. Người tiếp theo lại hô: "Chú tâm đánh vào!" Rồi gậy tiếp theo lại đánh xuống. Tuy Dương Lăng thấy tên lính đó tự hồ hạ thủ lưu tình, thế nhưng ngoại trừ tên tiểu kỳ lúc đầu đánh 3 gậy mở màn ra thật là nhẹ, bây giờ mấy gậy này cũng hơi đau đớn. Do đó y cất tiếng gào thảm thiết, nửa thật nửa giả, cũng không phải là hoàn toàn giả mạo. Bên cạnh y chợt nghe đám cốc đại dụng gào lên thật thê thảm, hắn còn cho rằng những người này quả thật có công phu giả vờ. Nhưng khi quay đầu lại nhìn, thấy bên trái mình La Tường đầu như dập xuống đất, một gậy đánh xuống là rú thảm một tiếng, bị vải quấn chặt nên thân thể không ngừng vặn vẹo co quắp, cong lên ướn xuống như một con giòi vậy, đau đến mức nước mắt giàn giụa, không thể không khiếp đảm mà kinh ngạc. Bọn họ có vẻ không được đối đãi như mình, xem ra là bị đánh thật rồi. Y ngẩng đầu nhìn Phạm Đình, chỉ thấy Phạm Công Công đang nâng chén nhấm nháp, vẻ thản nhiên tự đắc, cặp chân bắt chéo rung rung, chẳng thèm để ý tới mình. Dương Lăng thèm kêu may mắn, xem ra Phạm Đình cũng nhớ mình là ai. Nếu không phải lão hạ lệnh, mình mà chịu đủ 30 trượng, e rằng thật sự không chết cũng tàn phế. 30 trượng đánh xong, đám lính chống gậy gỗ gỡ bốn góc của tấm vải bố đang trói trên người họ ra, giật xoạt một cái. Dương Lăng thấy Tiền Ninh hai mắt trợn tròn, mũi nín thở, lập tức không dám chậm trễ, cũng hít sâu vào một hơi. Chỉ thấy bốn gã lính đồng loạt phát lực, quát to một tiếng, nâng cao người lên, bịch một tiếng, thân thể đã sóng xoài ra đất. Trước mắt Dương Lăng chợt tối sầm, cơ hồ không thở được nữa. Y cố nén đau, nằm dài trên mặt đất hồi lâu, thở hổn hển. Cả buổi sau y mới hồi tỉnh lại, chỉ nghe thấy hai bên vang đầy những tiếng rên rỉ. Nhìn trộm qua, thấy đám Cao Phượng, La Tường, ai nấy sắc mặt trắng bệch, chiếc quần trong trắng tinh, thấm máu đỏ lòm, người thì đã ngất đi. Phạm Đình chậm chậm đứng lên, phất tay áo nói: "Chấp hình xong, chúng ta phải trở lại cung báo cáo rồi, mau đi thôi." Phạm Đình dẫn đám cầm y vệ chấp hình ly khai, chỉ còn lại đám người Dương Lăng nằm ngoài ngọ môn không thể động đậy. Cả buổi sau mới có mấy tên tiểu thái giám của Đông Cung bước ra đỡ đám người Lưu Cẩn dậy.
Tiền Ninh nãy giờ vẫn nằm dài trên mặt đất, liền thừa cơ xoay người ngồi lên. Bọn người Cốc Đại Dụng bị đánh cho bùn rùn tay chân, sớm không còn sức đâu mà chào hỏi họ nữa, được vài tiểu thái giám dìu trở về cung. Tiền Ninh lấy từ trong lòng ra hai bình nhỏ, đưa cho Dương Lăng một bình nói: "Uống hết cái này, đây là thuốc chữa thương tốt nhất rồi, cam đoan sẽ không để lại di chứng gì đâu." Dương Lăng khó khăn ngồi xuống. Tên thủ hạ cầm y vệ mặc dù cũng lưu tình, nhưng 30 gậy đánh xuống đương nhiên là phải đau rát vô cùng. Phỏng chừng mông đã sưng phù lên, hơn nữa còn rách toét ra. Thủ hạ của Tiến Ninh chạy tới nâng hắn và Dương Lăng dậy, dìu đi một đoạn cho khí huyết lưu thông. Đi tới khi hai người cảm thấy tê đi không biết đau nữa, lúc này mới đỡ hai người lên xe ngựa. Trước khi Tiền Ninh chịu phạt, sớm đã có chuẩn bị, trên xe trải tấm nệm dày, còn có cả thể lang của cầm y vệ ở trong xe, lập tức lột quần của hai người xuống để bôi thuốc. Hai người cứ thế để mông trần mà nằm cạnh nhau. Tiền Ninh nói: "Dương đại nhân, ta trước hết đưa người về nhà, sau đó trở về dưỡng thương. Ấy, bôi nhẹ một chút đi, mông ta đau quá rồi." Tiền Ninh phân phó tên lang trung một tiếng rồi lại nói: "Dương đại nhân, thủ hạ của ta đánh mất yêu bài, bị người ta dò ra là cẩm y vệ. Mẹ kiếp chứ, Thọ Ninh hầu quả nhiên ghê gớm mà. Ta đường đường là tiên hộ trưởng hình của cẩm y vệ, đánh một tên gia đình nho nhỏ của nhà hắn ta thôi, không ngờ lại động đến thánh chỉ, bị phạt đình trưởng. Nhưng việc thái tử xuất cung thì ta chẳng nói ra lấy một chữ. Các ngươi sao cũng bị giải tới đây mà thụ hình vậy?" Dương Lăng biết hoàng trị nhất định có một ban nhân mã khác phụ trách việc nghe ngóng tất cả động tĩnh trong ngoài cung. 10 phần thì hết 8-9 phần là mật thám của Tây Sưởng trong truyền thuyết đã bí mật được thành lập, y không dám tùy ý nói toạc ra. Dương Lăng chỉ nói: "Chúng ta hồi cung bị người ta thấy được, bẩm báo lại với hoàng thượng, cho nên mới bắt chúng ta tới đây chịu đòn, chứ là liên lụy tới Tiền đại nhân, tại hạ thật sự áy náy mà." Tiền Ninh ra vẻ hào khí nói: "Huynh đệ của mình vốn phải là có rượu cùng uống, bị đánh cùng chịu, một chút đau đớn ra thịt thì đã là cái gì? Vì thái tử ra, có chịu đau đớn chút nữa cũng đáng giá mà." Hắn ghé tai gần Dương Lăng, thấp giọng cười nói: "Ta nghe nói buổi chiều ngày hôm nay, Lý Đại Học Sĩ và Trương Hạc Linh đã đánh nhau trên điện Kim Loan. Hoàng thượng trong cơn giận dữ đã hạ ngục cả lũ rồi, có thể làm cho hắn ngồi tù, trong lòng của ta đã vô cùng khoan khoái rồi. Còn mẹ nó chứ, nợ nần phải tính cho đủ, quân tử báo thù 10 năm không muốn, chúng ta cứ chờ xem." Ái chà! Hắn cười làm động vết thương, nụ cười không kìm được mà thành ra méo sạch, thực là khó coi không thể tả. Xe tới trước cửa Dương gia tại phố Hộ Quốc Tự, Dương Lăng ngại thương thế của mình bị ấu nương trông thấy mà lo lắng, do đó cự tuyệt hảo ý của Tiền Ninh phái người hộ tống, một mình xuống xe cố chịu đau đi vào trong viện. Lúc này trời chiều đã ngã về tây, ánh mặt trời lúc chiều tà dọi vào trong viện đập vào mắt một mảng vàng óng. Dương Lăng phòng trường ấu nương đang ở trong nhà làm cơm, do đó khi y đi đến cửa liền vươn thẳng người nhìn xem không có gì sơ hở, lúc này mới yên tâm đẩy cửa đi vào. Trên bếp ngọn lửa đã dịu đi, trên đó còn có một ấm đất màu đen đang sôi ầm ầm, một mùi thuốc bắc nồng nặc đập vào mũi, thế nhưng lại không thấy bóng dáng của ấu nương đâu cả. Dương Lăng thấy thế không khỏi cả kinh, y thất thanh gọi: "Ấu nương, ấu nương!" Gọi vài tiếng mà không thấy ai trả lời, Dương Lăng vội vàng nhịn đau nhào vào phòng. Trong phòng ánh sáng mù mờ, chỉ thấy ấu nương đang cuộn tròn trên giường đắp chăn không nhúc nhích. Dương Lăng hấp tấp lao tới nắm lấy bờ vai gầy yếu của nàng: "Ấu nương, ấu nương!" Y sợ chán của ấu nương thấy nóng bỏng cả tay, thân thể hàn ấu nương run lên nhẹ nhẹ. Nàng nghe thấy tiếng tướng công gọi, cố gắng mở to mắt muốn nói chuyện, nhưng răng chỉ va vào nhau lập cập, đến một chữ cũng nói không lên lời. Dương Lăng có lòng đau thắt, y hoảng sợ ôm lấy ấu nương, trong lòng vừa đau vừa hối hận. Đã nhiều ngày nay y cũng thấy ấu nương ăn không được ngon, thần sắc rất tệ, nhưng y lại cho rằng ấu nương là người luyện võ, thân thể luôn luôn cường tráng, hẳn là cảm mạo bình thường, do đó cũng không quá để ý. Lúc này thấy nàng bộ dáng tiều tụy, trái tim Dương Lăng như bị cào xé, hoảng hốt nóng ruột vô cùng. Ấu nương hơi dễ dụa trong lòng y, rên rỉ nói: "Lạnh quá, tướng công, ấu nương lạnh, thiếp khát nước rồi, thiếp muốn uống nước, tướng công à."
Dương Lăng vội hỏi: Ta đi, đấy, ta đi lấy nước cho nàng. Y vội vội vàng vàng chạy ra gian ngoài, lục lọi cả buổi mới tìm ra được cái chén, lại ngó nghiêng một lát, không thấy nước để ở đâu. Trước giờ y không cần quan tâm đến việc nhà, lúc y khát, nước trà ấm lập tức được đưa lên đến trước mặt. Lúc y đói, thức ăn nóng bốc khói nghi ngút lập tức dọn lên trên bàn cho y. Tất cả đều vô cùng tự nhiên. Bây giờ phải chiếu cố cho ấu nương, y lại không tìm thấy cái gì. Nhớ tới ấu nương chăm sóc y tận tình, trong lòng của y lại càng thêm khó chịu. Ấu nương bệnh nặng thế, chẳng lẽ cho nàng uống nước lạnh hay sao? Dương Lăng múc một gáo nước lại đổ vào thùng. Y chạy đến trước bếp, nhấc ấm sắc thuốc qua một bên, tay cầm nóng bỏng, làm cho y phải buông tay vứt ấm đi. Dương Lăng vội vàng hứng nửa nồi nước để lên bếp, cho vào lò 7-8 thanh củi. Thấy lửa cháy bùng lên, y mới yên tâm chạy về phòng, châm đèn lên, đem tới trước mặt ấu nương. Sau đó ôm ấu nương vào ngực, nhẹ giọng nói: Ấu nương, ta đang nấu nước rồi, trong chốc lát là xong, đợi một lát nữa là sẽ có ngay. Ngọn đèn trước mắt dập dờn, ấu nương khẽ nhắm mắt, nàng liếm liếm đôi môi nứt nẻ, mở mắt thất thần, ho khan một trận, mỉm cười e thẹn nói: Tướng công, chàng về rồi. Ấu nương quả là vô dụng, thiếp đi gặp thừa lang rồi. Ông ấy nói ta bị nhiễm lạnh, đem thuốc về rồi, nhưng khi đang sắc thì không chịu được. Dương Lăng thấy nàng vừa nói tới đây, thân thể của nàng lại không chịu được phải dùng mình, sắc mặt ửng đỏ. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, thấy cổ của nàng nổi lên những chấm đỏ lấm tấm, bộ dáng căn bản không giống với cảm mạo, không khỏi kinh hoàng nói: Cái gì mà nhiễm lạnh? Cái tên lang trung chó má đó, ta dẫn nàng đi gặp đại phu, tìm đại phu tốt nhất cho nàng. Y không nói thêm gì nữa, bất chấp ấu nương dãy giụa yếu ớt, ôm lấy thân thể của nàng rồi phóng ra ngoài. Cụ già gần nhà y đang chuẩn bị dọn hàng, kinh ngạc nhìn vị hàng xóm Dương đại nhân vọt tới trước mặt mình, hỏi vẻ vô cùng hoảng loạn: Cụ ông, xung quanh này có y sĩ không? À không phải, mà là thầy lang, có đại phu không? Ta muốn tìm đại phu tốt nhất cho vợ ta. Cụ già lắm mồm này nghe y gọi mình là cụ ông, không khỏi được khen mà thấy sợ. Cụ già nói: Đại nhân, thể lang tốt nhất phố là Lưu Tiên Sinh ở Giã Cúc Trai, là kim châm lưu nổi tiếng kinh thành, nhưng phí trần trị của hắn cũng hơi... Nhìn thấy Dương Lăng mắt như muốn phun lửa, ông lão vội sửa lời nói: Đại nhân đi hết phố, đến nhà thứ ba cuối đường chính là nó đó. Đại nhân à, trong nhà lão có một chiếc xe đấy, đại nhân muốn dùng nó đưa phu nhân đi không? Đường đi cũng không cần lắm đâu. Dương Lăng gật đầu lia lịa. Cụ già vội vàng chạy về nhà lấy chiếc xe đẩy hai bánh đem ra. Dương Lăng thấy chiếc xe đẩy xưa nay chỉ dùng để đẩy hàng hơi dơ bẩn, vội về nhà lấy đệm chăn trải lên, xong mới đặt ấu nương lên trên, đắp cho nàng một tấm chăn. Sau một hồi lăng xăng, nhịp hô hấp của ấu nương càng thêm dồn dập, hai mắt đã nhắm chặt, cả người đã bất tỉnh. Dương Lăng lòng như lửa đốt, kéo chiếc xe đẩy chạy một mạch về phía Giã Khúc Trai. Chỉ là bây giờ bản thân y cũng đi đứng khó khăn, cất bước lảo đảo, nhưng lại liều mạng dùng sức chạy thật nhanh. Nhìn bóng hình thê lương dưới ánh mặt trời chiều đã khiến cho người ta thương xót không nói nên lời. Phu nhân tuổi còn trẻ lại luôn luôn tập luyện, vì vậy chống chọi đến giờ mới phát bệnh ra. Nói ra thì việc này cũng chẳng phải là một chuyện tốt gì. Hàn tà trong cơ thể ứ động quá lâu, một khi phát tác như nhà nghiêng sắp đổ vậy, lại muốn chữa trị... Kim Châm Lưu tay vuốt vuốt chòm râu khe khẽ lắc đầu nói: Vị Dương đại nhân này vừa rồi thế như hổ dữ, lôi xe đến xô cửa xông thẳng vào nhà lão, lại móc ra thẻ bài cầm y vệ cưỡng ép lão tống cổ tên phú ông đang yêu cầu chữa trị việc không có con của hắn và ả tiểu thiếp thứ 12, rồi kéo tay lão vội tới xem bệnh cho nương tử mình. Thấy người vừa đến là người của cầm y vệ, Lưu đại phu ban đầu còn hơi sợ, thế nhưng sau khi xem bệnh mà nói về bệnh lý, bệnh nghề nghiệp phát tác, lão bắt đầu rung đùi đắc ý. Dương Lăng sốt ruột tới mức mồ hôi trên trán nhỏ xuống ròng ròng, y nuốt khan, lo lắng nhìn ấu nương đang hôn mê bất tỉnh khẩn cầu nói: Tiên sinh, cầu ngài xem lại biện pháp xem, nương tử ta phải trị liệu sao mới khỏi được. Tiên sinh yên tâm đi, bất luận thuốc quý ra sao, mất bao nhiêu bạc, ta đều có thể tìm được, tiên sinh không cần phải lo. Kim Châm Lưu cao đôi lông mày trắng nói: Phu nhân bị bệnh thời gian đã lâu,
dương khí bảo vệ nhân thể đã bị hư tổn, rất dễ mắc phải hàn tà. Bệnh phân chia thành ngoại hàn và nội hàn. Ta thấy tuy thân thể phu nhân cường tráng, nhưng e rằng từng trải qua quá trình nghèo khổ lâu dài, ngoại hàn xâm nhập vào thân thể, dai dẳng không tan. Bây giờ nội hàn phát sinh, hàn tà là âm tà, âm thắng sẽ kết hàn, cho nên khí huyết đông cứng, cản trở làm cho kinh lạc tắc nghẽn, không lưu thông được. Dương Lăng nghe đến đó, nhớ tới ngày đó mình ở Dương Gia Bình, mùa đông khắc nghiệt, ấu nương mỗi khi đêm đến chỉ khoác lên chiếc áo mỏng, ngày ngày chịu lạnh, chịu buốt. Chẳng lẽ bệnh của nàng đã phát sinh từ lúc đó hay sao? Dương Lăng nghĩ đến những ngày tháng ấu nương đã chịu khổ sở, không khỏi đau lòng như cắt, lệ rơi lã chã. Lúc này y thấy Kim Châm Lưu nói ra nguyên nhân phát bệnh, trong lòng hiện lên một chút hy vọng, vội vàng truy vấn: Tiên sinh, vậy xin hỏi phải làm sao mới trị liệu được đây? Kim Châm Lưu cau mày trầm ngâm nói: Hàn khí ở lâu trong cơ thể phu nhân gây cản trở kinh lạc, khí huyết không lưu thông, vốn thân thể từ từ cũng đã quen dần, nhưng gần đây phu nhân lại ở một nơi nóng bức, khí dương oi ả quá nhiều, làm cho âm dương xung khắc với nhau, đem khí hàn tà nhanh chóng đẩy vào tỳ thận, dẫn đến tỳ không thể vận chuyển tiêu hóa chất dinh dưỡng, tạo ra sức sống và máu huyết cho cơ thể. Thận không nạp được khí làm thông suốt niệu đạo, để sinh ra tủy và hơi ấm nuôi dưỡng toàn thân, dịch thể buộc phải hòa cùng với máu huyết kia. Dương Lăng nghe hắn còn kể lể về âm dương ngũ hành, không thể không dùng mình. Y đứng bật dậy, chụp lấy áo của Kim Châm Lưu, mặt mày dữ tợn, rốt cuộc không còn chút lịch sự nào nữa, lớn tiếng gào to: Ngươi đừng có giảng bệnh lý với ta, ta chỉ hỏi ngươi phải làm sao mới trị liệu được đây, phải dùng thuốc như thế nào đây? Kim Châm Lưu cũng không tức giận, lão nhìn Dương Lăng vẻ thông cảm, khẽ lắc đầu nói: Bệnh đã lan khắp nơi, khó có thể chữa trị. Dương Lăng buông tay, ngồi phịch xuống ghế, ngây người hồi lâu, rồi y đột nhiên nhảy dựng lên hét lớn: Không, ta không tin, ta không tin, không được, ta còn chưa chết đi, sao ấu nương có thể chết được? Y ôm lấy Hàn ấu nương hôn mê bất tỉnh, rơi lệ nói: Thành Bắc Kinh to như vậy, ta không tin, không tìm thấy một người có thể trị liệu cho ấu nương được. Y vô cùng cẩn thận đặt ấu nương lên xe rồi đẩy đi. Vì nãy giờ y chạy một mạch nên làm rách miệng vết thương, vết máu thấm ra ngoài áo sau của y. Dương Lăng vừa đẩy xe vừa thầm nói: Ông trời có mắt, quyết không cho ấu nương chết được, quyết không chết được. Kim Châm Lêu khẽ lắc đầu, tuy biết người trước mặt là người của Cẩm Y vệ, không thể đắc tội với y được, thế nhưng ảnh hưởng tới tôn nghiêm của danh y nên đợi y ra khỏi cửa, lão lén lén mắng theo: Hey, trong thành Bắc Kinh này, y thuật của Lưu Mỗ ta không dám xưng là đệ nhất, thế nhưng bệnh mà ta trị không được, ta e rằng cũng không ai khác trị được đâu. Nếu người tin ta, còn có thể dùng vài thứ thuốc hồi sức cho nàng, để nàng tạm thời tỉnh lại mà chăn chối, còn bây giờ sao? Dương Lăng đẩy ấu nương đi trên đường lớn như một kẻ mất hồn vậy. Lúc ấu nương còn khỏe, nàng luôn luôn ôn hòa, ôn thuận đứng sau lưng y, giống như một cơn mưa mùa xuân ấm áp, mềm mại mà âm thầm. Chẳng những dần dà khiến người ta quên mất sự tồn tại của nàng, mà ngay cả Dương Lăng cũng gần như quen với việc hiến dâng lặng lẽ của nàng. Song bây giờ đột nhiên ý thức được nàng không thể vĩnh viễn như cái bóng đi theo mình, chiếu cố cho mình, làm bạn với mình. Ấu nương cũng có ngày rời xa mình, thì Dương Lăng mới giật mình phát giác được sự đáng sợ của loại mất mát này. Lúc này Dương Lăng vừa vội vừa sợ, mồ hôi thấm đẫm lớp áo dày, gió thổi ớn lạnh cả người, máu tươi chảy đầm đìa từ mông, thế nhưng y hoàn toàn cũng không bận tâm. Những gì Lưu Thần Châm nói y nghe cũng hiểu đại khái, vừa nghĩ tới lại đau lòng như cắt. Mình chỉ cảm thấy ấu nương tài giỏi kiên cường, sao không nghĩ tới nàng còn nhỏ tuổi, tấm vai non nớt có thể chống chọi được bao nhiêu áp lực đây. Một tiểu cô nương năm 15 tuổi gả vào nhà họ Dương, một mình khổ sở chống đỡ, không người trợ giúp, không niềm hy vọng, áp lực tâm lý trầm trọng, cuộc sống gian khổ cơ cực, ngày tiếp ngày vất vả lo toan, khiến cho thân thể của nàng càng ngày càng sa sút, chỉ có thể dựa vào tinh thần cố gắng mà chống chọi mới giúp cho nàng chưa ngã gục. Mùa đông rất lạnh mà mỗi đêm nàng chỉ đắp một cái chăn rất mỏng. Không lâu sau lại tới ở trong tòa nhà của Sở Dịch, giường đất từ chỗ rất lạnh biến thành cực nóng.
hàn khí vốn đã xâm nhập tận phế phủ của nàng hoàn toàn không thích ứng được với loại biến hóa đột ngột này. Lúc đó nàng đã mang mầm mống bệnh hoạn trong mình, chỉ do nàng có sức khỏe nên cô chống đỡ đến giờ mới phát bệnh. Lúc này Dương Lăng khóc không ra nước mắt, vừa rồi y dựa vào toàn bộ sức lực trong lúc kinh hãi mà đẩy ấu nương chạy lâu như vậy, bây giờ vừa mệt vừa đói, thật sự không còn moi ra chút khí lực nào nữa mà để đi tiếp. Vừa chật vật rẽ vào một ngã tư, một chiếc xe ngựa đang từ xa lướt nhanh đến, vội vội vàng vàng khựng lại trước mặt y. Người trên xe ngựa gò cương chỉ ầm lên: "Mẹ kiếp, ngươi không muốn sống nữa sao? Sao mà đi không nhìn đường như vậy? Nếu kinh động lão gia nhà ta, ta đưa ngươi vào nha môn ăn đòn bây giờ." Dương Lăng lạnh lùng nhìn gã, gằn lên từng tiếng: "Ta vừa mới ăn hẻo đây, chính là hẻo do đương kim hoàng đế ban tặng đây. Ngươi có bản lĩnh gì thì tới đây thử xem." Gã kia làm sao tin y được, gã cười khẩy một tiếng, đang muốn nói gì, Dương Lăng đã lấy ra ngọc bài từ trong ngực xỉa trước mặt gã, trầm giọng nói: "Bảo lão gia nhà ngươi xuống xe, ta là đồng chi cẩm y vệ, bây giờ cần dùng xe của ngươi." Tên đánh xe kinh hãi biến sắc, gã nhìn nhìn một hồi vẫn không nhận biết được thẻ bài của cẩm y vệ, nhưng đã liên quan tới sưởng vệ thì thà tin là còn hơn không. Gã chần chừ một lúc rồi quay đầu lại nói với người trông xe: Lão gia, ngài xem." Rèm kiệu vén lên, một người đàn ông trung niên áo xanh râu ngắn ló đầu ra ngoài. Nhờ ánh đèn lồng treo trên khách sạn bên ngã tư đường quan sát rõ tấm lưu bài của Dương Lăng, hắn không khỏi thầm giật mình kinh hãi. Đã gặp qua không ít đại quan cùng quý nhân, đương nhiên hắn nhận biết lưu bài của cẩm y vệ, đến cả tổ tông hắn cũng không dám trêu vào. Thầm kêu xui xẻo, hắn ngoan ngoãn bước ra khỏi xe, chắp tay chào nói: "Ra mắt đại nhân, không biết đại nhân xưng hô ra sao?" Dương Lăng ôm lấy thân thể mềm mại của ấu nương đặt lên xe ngựa, thở hồn hà hồn hển đáp: "Ta không có thời gian nói chuyện với ngươi, bây giờ ta cần xe ngựa của ngươi cùng với mã phu của ngươi, khi quay lại ta sẽ thả hắn về nhà." Y nói xong tự mình trèo lên xe, đặt ấu nương cẩn thận trên ghế kiệu, nhẹ nhẹ hôn lên gương mặt nóng hổi của ấu nương, nghẹn ngào nói: "Ấu nương, có tướng công ở đây rồi, nàng sẽ không chết được đâu. Nếu nàng không sống nữa, tướng công sẽ cùng nàng đi đại náo âm tào địa phủ một trận, kiếp sau chúng ta lại làm vợ chồng." Nói xong quay đầu lại thấy tên đánh xe vẫn còn đờ đẫn, y không khỏi giận dữ mà hét lớn: "Ngươi còn chưa đi?" Tên đánh xe giật bắn cả người, vội vàng đáp: Đi đâu ạ? Đại nhân, ngài còn chưa bảo mà." Dương Lăng yếu ớt xua tay, khuỵu gối bên cạnh ấu nương, ôm lấy thân thể của nàng nói: "Đi tiểm lang chung, ngươi là người đánh xe, hẳn biết trong kinh thành này ai là danh y, nhà cửa ở đâu, nhanh." Gã đánh xe ngần ngừ chỉ người đàn ông vừa bước xuống khỏi xe nói: "Lão gia nhà ta chính là danh y, hơn nữa lại là ngự y." "Sao? Cái gì?" Dương Lăng vừa mừng vừa sợ, vội vàng nhảy xuống xe, gần như nằm dạp trước mặt người đàn ông trung niên kia. Y kéo áo người nọ la lên: "Tiên sinh họ gì? Xin tiên sinh chữa cho nương tử nhà ta. Nàng Dương Lăng cảm thấy phấn khởi, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, nói không ra lời. Người nọ tuy là ngự y thế nhưng cũng không dám đắc tội với cẩm y vệ, mới vừa rồi phải nhẫn nhịn xuống xe, bây giờ thấy y từ hống hách trở nên nhún nhường, trong lòng bất chi bất giác có chút khoái chí. Hắn cười nói rất tự đắc: "Tại hạ họ Điền, là y sĩ của Thái Y Viện, chẳng biết tôn phu nhân khó ở như thế nào. Nhưng nơi này không tiện bắt mạch, đại nhân nên theo ta về nhà, để ta có thể chẩn đoán rõ ràng hơn." Được. Dương Lăng rối rít đồng ý. Ngẫm lại, mình vừa buộc người ta phải xuống xe, y chẳng biết có nên đi chiếc xe này tới nhà của người ta nữa hay không. Vị Điền đại phu lại cười nói: "Thôi đi, tôn phu nhân đang bị bệnh, không cần phải xuống xe, hàn xá ở ngay phía trước rồi, chúng ta đi bộ về nhà cũng được." Dương Lăng cũng chẳng cần khách sáo chi nữa, cùng cẩn thận theo vị Điền ngự y tới nhà của hắn. Nhà của Điền ngự y nhìn qua có vẻ sang trọng, cạnh cửa treo cao một tấm biển vàng chóe: Hạnh Lâm Cư. Vừa tới nơi, Dương Lăng bế ấu nương theo hắn đi qua sân rồi vào thẳng trong đại sảnh. Thấy trong đó treo vô số những thẻ bài to nhỏ, y đạo thánh thủ, tái hoa đà, đương thời danh y, Dương Lăng càng thấy an tâm hơn rất nhiều. Điền ngự y rửa tay bằng nước ấm, một mặt dùng khăn tay trắng như tuyết lau sạch tay,
một mặt đến gần quan sát kỹ Âu Nương đang hôn mê ở trong lòng của Dương Lăng. Hắn cho mày hỏi: Tôn phu nhân dường như bị nóng lạnh bất thường trong người, chân lông bí nghẽn, sốt cao không hạ thì phải. Dương Lăng vội vàng gật đầu, run giọng đáp: Phải, phải, thần y có biện pháp cứu nàng hay không? Điền Ngự Y khe khẽ lắc đầu, bắt mạch Âu Nương một lát, rồi mặt mày trầm trọng nói: Bệnh nóng lạnh này không phải là sở trường của ta. Bên trong 13 khoa của Thái Y Viện thì tại hạ chuyên về bệnh trẻ em, không tháo về lĩnh vực này. Chỉ là theo ta thấy, dù là thần y, đúng chuyên khoa cũng rất khó. Dương Lăng không biết Thái Y Viện Đại Minh chia làm 13 khoa là tim mạch, nhi đồng, phụ khoa, thương hàn, chấn thương, châm cứu, răng miệng, họng hầu, xoa bóp, nối xương, kim thuốc, nhãn khoa và bùa ngải. Y còn tưởng rằng phàm là thái y đều có thể chữa được bách bệnh. Tuy không hiểu biết trẻ em là cái gì, nhưng nghe lão nói không biết chữa, y không khỏi thất vọng. Thần châm họ Lưu cũng nói không có thuốc nào trị được, không ai có thể trị. Chẳng lẽ ta phải mất Âu Nương thật hay sao? Vốn vẻ mặt đang ngượng ngùng nghe y nói thế, Điền Ngự Y không khỏi bật thốt lên: Người đã gặp Kim Châm Lưu rồi sao? Hắn nói không trị được là không trị được hay sao? Tuy ta không giỏi ngành này, nhưng cả thành Bắc Kinh này, người trị bệnh nóng lạnh bất thường giỏi nhất ngoại trừ Ngô Tiên Sinh, Ngô Thanh Viễn đã qua đời ra, thì chỉ còn lại anh của ta thôi. Nếu anh của ta ở đây, chưa chắc là không trị được. Tinh thần của Dương Lăng chấn động, y vội hỏi dồn: Lệnh huynh đang ở đâu? Mau, mau mời lệnh huynh xem bệnh cho nàng. Chỉ cần chữa được, Dương Lăng nguyện dốc toàn bộ dư sản để cảm tạ. Điền Ngự Y nhậm chức trong cung nên không được tự mình mở phòng khám bệnh, nhưng ca ca của hắn vì bị què một chân, mặt mũi lại xấu xí nên không thể vào triều nhậm chức ngự y, do đó mới mở Hạnh Lâm cư này. Phòng mạch này cách Dã Cúc Trai không xa, hai nhà luôn là đối thủ cạnh tranh. Nghe thần châm họ Lưu đoán chắc người bệnh không thể trị được, Điền Ngự Y tự nhiên không chịu phục. Lão họ Lưu đã không trị được, chỉ cần nhà mình chữa được thì việc này lan truyền ra ngoài, thần châm Lưu sau này đừng hòng mơ tưởng mà cạnh tranh với Điền gia nữa. Vì lẽ đó, tinh thần của Điền Ngự Y trở nên hăng hái. Hắn nói với Dương Lăng: Đại nhân chớ sốt ruột, anh của ta về quê ở Tam Hà thăm người thân rồi, không xa ở đây lắm đâu. Hắn xoay người hạ lệnh cho gã đánh xe: Thiệu Đường, ngươi lập tức đánh xe về quê Tam Hà, đón đại lão gia nhanh nhanh trở về, nói trong kinh có quy nhân mời người khám chữa bệnh. Dạ lão gia. Tên đánh xe vâng lệnh, cũng may ngựa còn chưa tháo khỏi xe, gã vội vàng dắt ra khỏi cổng lớn, vung roi lên ào ào mà phóng đi mất. Hôm sau vào buổi chiều sớm, hoàng trị tinh thần vui vẻ, thập phần vừa ý. Hôm qua dựa vào việc chỉnh lý bọn Dương Lăng, ông đã áp chế được sự kiêu ngạo của Kim phu nhân. Cũng không biết bà ta nói với hoàng hậu thế nào, mà khi ông trở lại cung, tuy hoàng hậu vẫn còn u sầu buồn bã, nhưng đã không dám khóc rầm khóc rể như trước nữa. Ông có ý định phổ biến chính sách mới về hạn chế quyền lợi của hoàng thân quốc thích đã lâu, nhưng cản trở lớn nhất vẫn đến từ gia đình hoàng hậu. Hơn nữa, đám quý tộc vì ích lợi có thể bị hao tổn, nhất định cũng dán mắt vào Trương gia. Một khi Trương gia không tuân theo pháp lệnh, đương nhiên người ngoài cũng sẽ học theo. Bây giờ Thọ Ninh hầu đã bị trừng trị, lực cản đối với việc thúc đẩy cải cách nhất định sẽ bị giảm mạnh. Không ngoài dự đoán của hoàng trị, nhân thời cơ chín muồi, vào buổi chiều sớm, ông đề xuất lại việc cải cách để cho đám người Lý Đông Dương vừa được phóng thích khỏi ngục cùng Lưu Kiện và Tạ Thiên Kỷ bên xướng bên hòa, thuận lợi ban bố luôn. Văn võ cả triều đều thức thời, không ai dám lên tiếng phản đối. Hoàng trị đang hết sức mừng rỡ, xem ra hôm nay không có việc gì quan trọng khác phải xử lý, đang muốn tuyên bố bãi triều thì Lễ Bộ Thượng Thư Vương Quỳnh bước khỏi hoàng thưa: Thần khải bẩm hoàng thượng, thần nghe nói mấy tên nội quan ở Đông Cung chuyên phụng dưỡng thái tử hay bày ra mấy trò chó ngựa mua vui, cản trở chiêm sĩ phủ dạy thái tử đọc sách học hành. Gần đây lại nghe thị độc của thái tử là Dương Lăng cũng hòa mình với bọn chúng, cấu kết với nhau mà làm việc xấu. Hoàng thượng, thái tử là người kế vị của quốc gia, bản thân quan hệ tất cả thiên hạ. Dương Lăng vốn xuất thân tú tài, được bệ hạ ân sủng phá lễ ban cho danh hiệu đồng tiến sĩ xuất thân, cho làm Đông Cung thị độc. Hắn không nghĩ tới việc báo đáp hoàng ân mà lại cùng Nịnh Thần cấu kết với nhau,
gây náo loạn Đông Cung. Thần xin bệ hạ bãi chức thị độc Đông Cung, đuổi khỏi triều đình. Hoàng trị ngẩn người, nói với vẻ không vui. Đó là do Ái Khanh nghe nói Dương Khanh hôm qua bị phạt trưởng ở Ngọ Môn phải không? Hắn tuy cũng bị phạt trưởng, trẫm cũng chỉ khiển trách nhẹ vì hắn chưa làm tròn trách nhiệm thị độc, không thể ngăn cản nội quan dù dê thế tử chơi bời trì hoãn việc đọc sách thôi. Hôm qua trẫm đến Đông Cung khảo sát bài vở của thái tử, thấy trí thức cùng kiến thức của thái tử đều đã tăng lên. Việc này đương nhiên là công lao của ba vị thái phó, thế nhưng cũng không phải không có công phụ tá của thị độc đâu. Lão Vương Quỳnh không đồng ý nói. Bệ hạ, thị độc vốn có trách nhiệm giám sát thái tử đọc sách, chưa tròn trách nhiệm, cũng khó xứng với chức vụ. Thần cho rằng nên tuyển một vị thị độc Đông Cung có đức có tài khác kia. Sau khi giãn thông báo vào kỳ thi mùa xuân, hoàng thượng tự mình tuyển một vị hiền tài tới Đông Cung. Thần nắm giữ lễ bộ, đây là chức trách phạm vi của thần, việc này không dám không tấu. Hoàng trị mỉm cười nói. Chấm biết sự trung thực của Ái Khanh, nhưng Dương Lăng làm việc ở Đông Cung luôn luôn khá bất tận tâm. Hôm qua chấm cũng đã tiến hành khiển trách hắn rồi, cũng không cần phải... Vương Quỳnh lập tức phục xuống đất khóc lớn. Hoàng thượng nhân tử vô cùng, nhưng việc thái tử là việc của xã tắc thiên hạ, không thể sơ ý chút nào được. Thái giám nội cung chỉ hầu hạ thái tử sinh hoạt thường ngày, cho dù bọn chúng có hơi phi lý cũng còn có thể khoan hồng được. Nhưng đã là thị độc mà không thể hoàn thành chức trách thì vạn lần không thể thứ tha. Thần trưởng quản lễ bộ sao có thể thấy mà không nói được, thấy mà không can được, thấy mà không can gián được đây. Hoàng trị chịu không nổi những tiếng gào khóc của Vương Quỳnh. Văn võ cả triều, lão là kẻ nhiều nước mắt nhất, hơi một tí là khóc lóc can gián. Nhưng vị lão thần này luận về đạo đức văn chương đều thập phần xuất chúng, làm quan cũng luôn luôn thanh liêm. Hoàng trị cũng không có biện pháp phạt lão, thế lão lại khóc lóc. Hoàng trị bất lực mà nhìn Lưu Kiện. Lưu đại học sĩ thông minh sắc sảo, ánh mắt hoàng trị đế vừa nhìn mình lập tức bước ra nói. Hoàng thượng, thần tán thành đề nghị tuyển người làm thị độc Đông Cung vào kỳ thi mùa xuân này của Vương đại nhân. Dương thị độc thấp cổ bé họng, tuy không phải không muốn ngăn cản nội bộ nội quan bày trò, nhưng hắn không thể làm gì được. Về phần Dương Lăng, người này năm 16 tuổi đã là tú tài đầu bảng tuyên phú, tài viết văn nhất định bất phàm. Mấy bữa trước hắn viết báo cáo về việc thay đổi chế độ chính sách của quân đội, cùng với việc cầm binh luyện quân cũng rất là không tệ, đầy ý tưởng mới. Thần nghĩ rằng có thể miễn chức thị độc của Dương Lăng, nhưng triều đình nên đề bạt bổ nhiệm nhân tài giỏi cả văn lẫn võ này, không bằng hoàng thượng báo hắn lên điện tấu chỉnh ngay lên trên cung đình. Nếu hợp ý thánh thượng, có thể cho hắn nhậm chức tại triều hoặc ra ngoài làm quan. Một khi hắn có kinh nghiệm, không chừng sẽ trở thành bề tôi trụ cột của triều đình. Hoàng trị nghe vậy rất mừng. Ông vốn có ý lưu Dương Lăng lại chờ Hoàng Nhi đăng cơ sẽ sử dụng, nhưng từ năm trước ông bị bệnh nặng, thân thể càng ngày càng sa sút, do đó hôm nay cũng phải suy nghĩ rất nhiều để chuẩn bị cho Hoàng Nhi. Đám cựu thần trong triều tuy trung thành hết mực, nhưng bảo thủ cũng có thừa, thiếu chí tiến thủ. Hơn nữa bọn họ đã già, cũng không biết gắng gượng được bao nhiêu năm nữa. Nếu không thể tìm được bầy tôi tốt phụ tá cho Hoàng Nhi, chỉ vài năm sau đám cựu thần sẽ tàn lụi, làm sao ông yên tâm cho được. Do đó nghe thấy Vương Quỳnh luôn miệng thỉnh cầu thôi chức vụ thị độc của Dương Lăng, ông liền động tâm. Được lắm, người nói hắn không xứng giữ chức thị độc, không phải là không xứng làm quan trong triều. Ta cho hắn làm quan cũng không xem như bộ lễ các ngươi không làm tròn bổn phận phải không? May mà Lưu Kiến có thể quan sát được ý của ta, nghĩ ra biện pháp vẹn cả đôi bè như vậy. Hoàng trị sợ Vương Quỳnh lại phản đối gì nữa, nên lập tức vui vẻ chỏ tiểu thái giám trực giấy mực bên cạnh ngự thư án hạ lệnh nói. Người đi chuyển khẩu dụ của trẫm, bảo Dương Lăng lập tức lên điện. Tên tiểu thái giám giật bắn cả người. Xưa nay việc truyền dụ đều do nhân viên của sở biên tập phụ trách việc chấp bút rồi sai người truyền chỉ. Hắn chưa bao giờ ra khỏi cung cả. Bị phái đi như vậy, tên tiểu thái giám hoảng hốt vâng dạ, vội vàng bước xuống một bên ngựa đài. Hắn chỉ cảm thấy lâng lâng, hưng phấn tới suýt nữa hụt chân ngã nhào. Tên tiểu thái giám vừa mới bước xuống được mấy bước bậc bệ ngự, Hoàng trị đột nhiên gọi. Khoan! Tên tiểu thái giám vội vàng xoay người. Hoàng trị trầm ngâm một chút, mỉm cười nói. Lấy xe gấm trong cung mà đi.
e rằng bây giờ hắn chẳng đi nổi nữa đâu. Đám văn võ bá quan nhất thời ồ lên, xe gấm đón đưa sao? Đây là vinh dự như thế nào đây? Chỉ có mấy vị đại học sĩ và nguyên lão trong triều đôi khi tiến cung mới được đối đãi như vậy. Xem ra Vương Thượng Thư mở mắt đã hớ to rồi. Hoàng đế hoàng trị nói trắng ra mình muốn trọng dụng Dương Lăng như vậy mà. Lúc này Dương Lăng đang mượn xe của ngựa y, giục ngựa chạy như điên. Thần sắc của Âu Nương càng lúc càng kém, mồ khôi nứt nẻ, khí tức yếu ớt, sắc mặt xám xịt, làm cho người ta vô cùng đau lòng. Trái tim của Dương Lăng cũng theo đó mà chìm xuống tận vực thẳm. Nguyên hắn đã khổ sở đợi cả một đêm, tên đánh xe Điền Phủ mới đem vị Hạnh Lâm cao thủ sắp mất vía kia trở về. Vị Điền thần y này quả nhiên cao minh hơn em mình nhiều. Ông vừa mới tiến vào y đường, vọng văn vấn thiết một hồi, lập tức cả quyết phán: đúng là tôn phu nhân bị bệnh thương hàn, bệnh này đã tiềm ẩn lâu ngày, đáng ra phải sớm phát tác rồi. Chỉ là tôn phu nhân khí lực cường tráng, vượt xa người thường, nên luôn cố chống chọi đến giờ. Mắt Dương Lăng đầy tơ máu, y chừng đôi mắt đỏ rực, hỏi vẻ lo sợ: liệu có thể còn biện pháp chữa trị hay không? Người này đã là hy vọng cuối cùng của y. Trong thời khắc sinh tử, khi y hỏi, khớp hàm răng cũng va vào nhau lập cập, thân hình cũng run lẩy bẩy. Điền thần y khẽ cau mày nói: vốn là có biện pháp thông chân cứu khổ đan của ta chuyên trị thương hàn trong ngoài, là phương pháp kỳ diệu có thể làm cho thoát ngược mồ hôi, chỉ là Ông nhìn Dương Lăng với vẻ có lỗi nói tiếp: tôn phu nhân chạy chữa quá muộn, thuốc men thì có thể lấy đương quý, xích thực dược mỗi loại một phần 5 lạng, cam tháo, ma hoàng tháo mỗi thứ 4 lạng, thêm vào nửa lạng quan quế, nghiền nát ra, lấy rượu nóng đun lên, 3 ngày sau lập tức phục hồi. Phối với một vài phương thuốc khác là có thể trị dứt điểm. Thế nhưng bây giờ, thứ cho Điền mẫu mạo muội nói thẳng ra, tôn phu nhân quyết không qua khỏi ngày hôm nay. Dương Lăng nghe vậy, đầu váng mắt hoa, trời đất tối sầm. Y ôm thân thể của Âu Nương mà lảo đảo như sắp ngã khỏi ghế. Điền thần y thế vậy chấn động, vội lấy trong tay áo ra một thanh ngân châm, thoáng cái đâm vào đỉnh đầu của Dương Lăng. Dương Lăng mở to hai mắt, thì thầm gì đó trong họng, hồi lâu mới hít thở được. Y định thần cười sầu thảm: Không cứu được sao? Huynh đệ họ Điền thấy vợ chồng y tình thâm nghĩa trọng như vậy, cũng bất giác thầm cảm động. Điền thần y lặng lẽ rút ngân châm về, đồng tình nói: đại nhân, về nhà chuẩn bị hậu sự cho phu nhân đi, Điền mỗ vô năng. Kinh thành to như vậy, nhưng có lẽ chỉ có viện trưởng, viện thái y mấy năm trước là Ngô Thanh Viễn tiên sinh mới có thể có biện pháp. Thật đáng tiếc, 7 năm trước đây Ngô tiên sinh đã qua đời. Ta hiểu rõ danh nghi kinh sư như lòng bàn tay, trừ ông ta ra e rằng không ai khác có thể ra tay cải tử hoàn sinh, chỉ được bệnh bộc phát tới mức này đâu. Dương Lăng ngẩn người như khúc gỗ thật lâu. Điền thần y thấy thế kinh ngạc vô cùng, chuẩn bị đâm cho y một châm nữa. Con người của Dương Lăng mới động đậy, hỏi một câu si ngốc: không cứu được nữa sao? Điền thần y đáp: không. Vừa thấy đôi tròng mắt đờ đẫn của y, Điền thần y bất giác chấn động mạnh, nín lặng không nói thêm gì. Dương Lăng khẽ gật đầu, từ từ ôm Âu Nương đứng lên, nói với Điền thần y: xin thần y cho ta mượn xe ngựa, ta phải đi khắp kinh thành tìm danh y. Chỉ cần Âu Nương còn một hơi thở, ta vẫn sẽ còn đi tìm danh y, tìm một phương thuốc cứu sống nàng. Vốn thứ mà danh y kiêng kỵ nhất là bước khỏi cửa nhà hắn, tìm đến thầy thuốc khác chữa trị. Nhưng huynh đệ Điền thần y lúc này không hề buồn lòng chút nào. Họ vội vàng đổi tên đánh xe, giúp Dương Lăng đưa Ấu Nương lên xe. Dương Lăng mang Ấu Nương chạy loanh quanh vài vòng trên phố, không có mục đích, đầu óc rối loạn. Rồi y đột nhiên nhớ đến đám hòa thượng Tây Dương ở hộ quốc tự, cả người chợt run lên. Thần y, ngự y đều chẳng làm gì được, còn Tây y thì sao đây? Trái tim Dương Lăng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, y vội hạ lệnh: Mau tới hộ quốc tử, càng nhanh càng tốt cho ta. Sa phu dạ một tiếng, quay ngoặt đầu ngựa. Dương Lăng cúi đầu nhìn Ấu Nương, trong lòng mình sắc mặt đã trở nên trắng bệch, áp má vào gương mặt lạnh buốt của nàng, rơi lệ nói: Ấu Nương, cố kiên trì một lát, đừng bỏ tướng công. Tướng công sẽ cùng nàng đi tìm thầy thuốc. Nàng nhất định phải kiên trì, phải chịu đựng. Ấu Nương, nàng đã hứa theo ta cả đời rồi mà. Tuy là một hán tử hào sảng, nhưng vừa nghe thế, tên sa phu cũng cảm thấy đau xót,
gần như rơi lệ. Hắn chớp mắt, quất mạnh roi lên lưng ngựa, quát lớn, giá một tiếng, vội vàng thúc xe ngựa phóng như bay về hộ quốc tự. Lúc này, tên ngự tiền tiểu thái giám lần đầu phụng mệnh, phụng thánh chỉ xuất cung làm việc, dẫn theo 4 tiểu hoàng môn, 8 tên cẩm y vệ, lại có 2 đại hán kéo xe gấm trong cung chạy theo, cực kỳ cao hứng chạy tới nhà Dương Lăng. Khi vừa tới, cả bọn lại thấy cổng đang khóa, đó là lão hàng xóm giúp Dương Lăng khóa cửa. Tên tiểu thái giám ngẩn người, vậy thì phải làm sao bây giờ, hồi cung nộp chỉ hay sao? Tiểu thái giám chưa biết làm gì, đành gõ cửa nhẹ nhẹ lắng nghe. Khi xe ngựa Dương Lăng vội vàng chạy về ngang phố này, hai tên cẩm y vệ thấy xe phóng ào ào, bèn cao giọng quát mắng: "Đứng lại, nội quan đang phụng chỉ làm việc, người phương nào dám giục ngựa chạy ẩu như vậy?" Dương Lăng đang vô cùng lo lắng, đầu óc mụ mị, chỉ nghĩ tới việc chạy nhanh đi tìm thầy thuốc. Vừa thấy có người cản đường, y một miệng la lên: "Ai cản xe ta vậy?" Lúc này, tên tiểu thái giám đã dò biết được Dương Lăng mang người thân đi cầu thầy thuốc không có ở nhà. Hắn vừa hậm hực bước ra khỏi cửa nhà lão hàng xóm, đã liếc mắt nhìn thấy Dương Lăng, lòng vô cùng mừng rỡ. Hôm qua hắn theo hoàng thượng đi đến Đông Cung, đã từng gặp Dương Thị Độc, nên đương nhiên biết mặt mũi của y. Tên tiểu thái giám vội vàng hô lớn: "Dương Thị Độc, hoàng thượng có chỉ, truyền ngài lập tức lên điện yết kiến ngay." Dương Lăng quýnh tới mức đổ mồ hôi, chẳng suy nghĩ gì, đáp lớn: "Không, không, mau tránh ra, ta muốn đưa ấu nương đi xem bệnh." Nói rồi, y phất tay bảo với Sa Phu: đi mau, lập tức đi hộ quốc tử." Tên Sa Phu liếu cả lưỡi, thánh chỉ mà cũng dám không tuân. Tuy cẩm y vệ rất là oai phong, nhưng đâu có oai phong đến như vậy. Hắn không dám chậm trễ, vội vàng vung roi lên, xe ngựa xuyên qua đám thị vệ đại nội, lao thẳng về phía hộ quốc tự. Nhìn xe ngựa lướt đi, dân chúng đang vây quanh ngẩn cả người ra. 8 tên cẩm y vệ, 4 tên tiểu hoàng môn đều trơ mắt nhìn tên thái giám truyền chỉ. Bây giờ hắn chính là Khâm Sai, đương nhiên cả bọn đều phải nghe lệnh hắn. Tên tiểu thái giám mới 14-15 tuổi, tuy niên kỷ còn nhỏ, nhưng hôm nay lại bất chợt bị hoàng đế phái đi tuyên chỉ. Chuyện gì hắn cũng đã nghĩ qua, chỉ là không ngờ rằng lại gặp phải tình huống này. Ý chỉ truyền tới nơi mà người ta không phụng chỉ, vậy phải làm gì đây? Việc này dường như rất khó, dường như xưa nay chưa bao giờ nghe nói tới việc như thế này, ta nên hỏi ai đây? Tên tiểu thái giám truyền chỉ luống cuống muốn khóc. Bây giờ hoàng thượng cùng báo quan cả triều đều đang ở kim điện chờ y, mình báo cáo kết quả công tác làm sao bây giờ? Nếu là thái giám lâu năm gặp phải việc ngàn năm khó gặp như vậy, thì hoặc vung phất trần lên, quay đầu hồi cung phúc chỉ để hoàng đế nổi trận lôi đình, kể cả trong chốc lát ngài có trừng trị hay diệt cả nhà y cũng không liên quan tới mình. Nếu đụng phải tên nào lòng dạ độc ác, không biết chừng hắn còn ra lệnh một tiếng, lập tức đám cầm y vệ sẽ giết ngay tên bầy tôi dám kháng chỉ tại chỗ. Nhưng tên tiểu thái giám này hoàn toàn không có chủ định, hắn chỉ nghĩ tới việc bắt Dương Lăng mang về, bằng không hoàng đế nổi giận, chưa biết chừng cái mông của hắn còn bị đánh đòn. Hắn lượn hai vòng tại chỗ, vung tay lên nói với vẻ nghẹn ngào bi phẫn, tiếng kêu the thé: "Đi, đuổi theo Dương Thị Độc." "Dạ." Nghe Khâm Sa lên tiếng, đám tiểu hoàng môn cẩm y vệ cùng giật cương ngựa, hai đại hán kéo xe gấm chạy theo tên thái giám truyền chỉ đuổi theo Dương Lăng. Khắp con đường lớn, người đi đường đang lui tới tấp nập. Đám sĩ tử vừa mới thi xong kỳ đầu, chuẩn bị thi tiếp buổi chiều, thấy cảnh lạ lùng này đều chạy theo hỏi han những người đang bám theo sau tên tiểu thái giám mà xem náo nhiệt. Hiểu chuyện, bọn họ không khỏi vừa sợ hãi lại vừa buồn cười. Thấy việc kháng chỉ của Dương Lăng thật sự là quá hoang đường, thế nhưng đáy lòng cũng thầm bội phục dũng khí của y. Một vài đại cô nương tiểu cô nương lại càng cảm động tới nước mắt lưng tròng. Đàn ông si tình như vậy dù trên sân khấu kịch cũng không tìm thấy được. Chỉ trong chốc lát, tin lạ về việc Lục Phẩm Thị Độc ôm vợ cầu thầy, ngay cả thiên tử hạ chiếu mà cũng dám kháng chỉ, lan truyền khắp kinh thành với tốc độ kinh người. Tên tiểu thái giám đuổi tới hộ quốc tự, vừa kịp nhìn thấy Dương Lăng bế người lảo đảo đã tung cửa bước ra. Vài người nước ngoài mũi cao mắt lam thập thò ở phía sau, ngón tay đang múa loạn trước ngực và trên trán. Thì ra lúc đó y thuật Tây Dương chỉ là khá sở trường về ngoại khoa phẫu thuật, vì những thứ dụng cụ như kính hiển vi, ống nghe bệnh đều chưa được phát minh, nên y học về nội khoa thua xa so với ngoại khoa. Đám thầy thuốc này sở trường thuật mổ sọ, trích huyết, rửa ruột, chứ những thứ sốt cao đột ngột như ấu nương thì hoàn toàn bó tay.
đám thầy tu này cũng đem theo vài dược vật trị cảm mạo của Tây Dương tới đây. Nhưng kỳ thực hiệu quả của thuốc cũng không lớn. Hơn nữa vài năm qua cũng đã dùng hết cả rồi, do đó cũng lực bất tòng tâm với bệnh của ấu nương. Tiểu thái giám đuổi kịp Dương Lăng, hưng phấn tới mức khuôn mặt đỏ rực lên. Hắn vội vàng chạy tới vươn tay giữ chặt Dương Lăng cầu khẩn. Dương đại nhân, hoàng thượng đang ở kim điện chờ ngài. Ngài trước hết đưa quý nương tử đến lăng trung để người ta chăm sóc. Còn chúng ta đi gặp hoàng thượng sớm thôi. Dương Lăng cười thê lương. Gặp hoàng thượng làm gì? Thăng quan phát tài sao? Ngươi hồi cung phúc chỉ đi, ta phải đưa ấu nương về nhà. Y chưa sót nhìn ấu nương nói tiếp. Từ khi đến kinh thành tới nay, ta vẫn chưa hề chăm sóc cho nàng. Hàng ngày vẫn để cho nàng lủi thủi một mình ở nhà. Bây giờ ta phải về nhà chăm sóc cho nàng, trở về cùng nàng. Bây giờ Dương Lăng đã không còn tiếc gì nữa. Đừng nói sinh mạng y, căn bản không còn lâu nữa. Cho dù có thể sống lâu trăm tuổi, nhưng không có ấu nương bên người thì còn ý nghĩa gì nữa đây? Lúc này mặt trời đã lên cao, nhưng lòng y lại lạnh tới xương tủy. Tiểu thái giám chỉ ngây người đứng đực ở cửa, ngẫm nghĩ một lát rồi lại muốn đuổi theo. Mấy tên cẩm y vệ trong cung thấy đám người vây xem quá nhiều, không kìm được nữa, vội tới bên cạnh tên tiểu thái giám, thấp giọng khuyên nhủ. Công công, hồi cung phúc mệnh đi, nếu cứ tiếp tục đuổi theo như vậy thì còn gì là thể diện hoàng gia nữa đấy. Tiểu thái giám hoang mang lo sợ, nhìn trời thấy đã gần trưa, sợ hoàng đế đợi lâu xuất ruột nên hắn bèn dậm chân, hồn hề nói. Đi, hồi cung, lập tức hồi cung phúc mệnh. Hắn để chiếc xe gấm chống không cho hai tên phạm vỡ từ từ kéo về, còn mình cùng những người khác quất ngựa như bay lao nhanh về phía hoàng thành. Vua hoàng trị cùng bầy tôi lại tiếp tục bàn luận việc nước. Thấy thời gian chiều sớm cũng đã sắp hết, ông cho văn võ bá quan trở về, chỉ lưu lại đại học sĩ Cẩn Thiên Điện Lý Đông Dương, đại học sĩ Hoa Cái Điện Tạ Thiên, đại học sĩ Vũ Anh Điện Lưu Kiện, thượng thư bộ lễ Vương Quỳnh và kiến xương hầu Trương Duyên Linh dùng bữa ở trong cung. Hoàng trị muốn mượn cơ hội ăn chung để làm dịu hiềm khích giữa đám hoàng thích và mấy vị đại học sĩ này. Dù sao, nếu để đám cựu thần rất được nể trọng này cứ tranh tranh đấu đấu mãi với đám hoàng thân thì quả là một việc khiến cho người ta đau đầu. Ông ta thầm bày mưu đặt kế để lát nữa Lưu Kiện, Lý Đông Dương cầu tình cho Trương Hạc Linh trong bữa tiệc. Sau đó, trước mặt Trương Duyên Linh, ông sẽ phóng thích Thọ Ninh Hầu, đồng thời mời họ cùng khảo sát học vấn của Dương Lăng. Có được mấy vị này đồng ý, ông sẽ ban cho một chức quan cho Dương Lăng. Lúc đó sẽ không còn ai dám phản đối nữa. Vì là tiệc nhà, hoàng trị lưu tâm gọi cả hoàng hậu cùng em trai của nàng ra dùng bữa. Hôm nay thượng triều, Trương Duyên Linh nơm lớp lo sợ trong lòng. Thấy thái độ hoàng thượng hiền hòa, còn mời cả hoàng hậu tỷ tỷ ra ăn cùng. Lúc này hắn mới định thần lại. Hôm qua mẹ của hắn là Kim Phu Nhân về đến nhà, lập tức kinh hoàng tìm hắn, nói cho hắn biết việc thái tử bị đánh. Trương Duyên Linh nghe xong cũng giật bắn cả người, không dám chậm trễ. Hắn lập tức chạy tới phủ của ca ca truy vấn xem nguyên do của vụ ẩu đả ngày ấy. Lúc đó Nghiêm Khoan đang gục trên giường giả chết, nghe báo nhị hầu ra tới, tưởng là người cùng phe nên vội vàng khom lưng, nhảy tưng tưng như tôm tới trước mặt hầu gia kêu khóc, kể lại toàn bộ sự tình diễn ra, cầu hắn phân xử cho mình. Kiến Xưng Hầu nghe gã nói xong liền biết tên tiểu thư sinh bị hắn đánh chính là thái tử chẳng sai. Trương Duyên Linh không khỏi ngứa cả răng. Ca ca vào tù hoàn toàn là vì tên tặc tử này sinh chuyện. Gã còn dám xúi dục mình ra mặt. Nếu bởi vậy mà Trương gia mất thánh quyền thì chém đầu gã cũng sẽ chẳng oan. Trương nhị lão gia nghe Nghiêm Khoan khóc lóc kể lể xong, không nói hai lời tung một cú thỏ đá ưng. Nghiêm Khoan lập tức kêu thảm một tiếng, bỏ lăn ra đất dãy giụa. Người ta nói cháu ngoại trai giống cậu, hôm nay cậu cũng học theo cháu ngoại trai. Cú đá của Kiến Xưng Hầu chuẩn vô cùng, đá thẳng vào nơi mà lần trước Chu Hậu Chiếu đã đạp trúng. Gân đùi Nghiêm Khoan lại bị trúng thêm một cước, lập tức gã kêu thảm một tiếng, lăn lộn trên mặt đất đau đến mức nghẹn họng ngất đi. Tiểu muội của gã thấy thế lao tới khóc sướt mướt như mưa, cũng không biết một cước này của Kiến Xưng Hầu đã cắt mất thương hỏa của Nghiêm gia hay chưa. Trương Duyên Linh xanh mặt chỉ vào sủng thiếp của ca ca hắn, lạnh lẽo nói: khóc cái gì mà khóc, nếu cái đồ khốn đó mà chết đi thì cuộn cho gã một chiếc chiếu rồi ném ra vùng hoang dã cho chó ăn đi. Nếu gã mạng lớn, bảo gã sau này nhún nhường lại một chút cho ta, buộc cái đuôi vào mông cho chặt, đừng để gã ra ngoài gây chuyện nữa đi. Còn nữa,
tống cái tờ văn tự gây rắc rối đó về tay cái cô ả kia càng sớm càng tốt cho ta. Mẹ nó, dám đoạt nữ nhân của thái tử, cụ nội ngươi chứ, ngươi hiểu mình sống quá lâu hay sao? Hắn trợn mắt lên, quay về đám gia nhân đang câm như hến, đứng ở đầu sân lớn tiếng quát: câm miệng hết cho ta, kẻ nào mà đem việc này hé ra ngoài nửa lời, ta cắt lưỡi kẻ đó. Trương Duyên Linh đánh nghiêm khoan xong, lại ra lệnh cho đám thợ suốt đêm gấp rút dỡ bỏ mấy căn nhà vừa mở rộng, chiếm dụng đường đi và nhà dân để miễn bị kẻ khác bới móc, phải làm xong ngay trong sáng sớm mới có hiệu quả. Lúc này hắn thấy Hoàng Trị nói cười cười, cũng chưa dám đề cập tới việc huynh trưởng bị giam, dần dần hắn cũng yên tâm, cũng bắt đầu theo ý mà nói theo. Nhất thời khách chủ vui vẻ, không khí dần dần ấm lên. Đang lúc bọn họ trò chuyện, tên tiểu thái giám vội vàng chạy về, quỳ sụp xuống đất khóc thút thít nói: Hoàng thượng, nô tài có tội, nô tài làm việc không xong. Hoàng Trị nghi hoặc hỏi: chuyện gì mà làm không xong, người nói lại xem nào. Tên tiểu thái giám không dám đứng dậy, vẫn quỳ tại chỗ nói: nô tài đi truyền chỉ. Dương thị độc nghe xong ý chí, lại nói là phu nhân chúng phải bệnh nặng, phải đưa nàng đi khắp nơi cầu thầy, bảo nô tài về cung bẩm báo trước. Hắn kháng chỉ không tuân, nô tài không có biện pháp gì cả, đành phải trở lại một mình. Đám thần tử trong bữa tiệc nghe vậy cũng biến sắc. Dương Lăng ăn tim gấu mật beo hay sao? Đừng nói thế tử y bị bệnh nặng, cho dù lúc đó trời có sụp xuống, tiếp được thánh chỉ cũng phải lập tức đi yết kiến ngay. Việc hôm nay quả thực là chưa từng thấy, há Hoàng Trị có thể không nổi giận? Cho dù rộng lượng vị tha, thế nhưng nghe xong những lời này, sắc mặt Hoàng Trị cũng xa sầm xuống. Ông đặt mạnh đôi đũa ngà voi xuống bàn, đánh cái cộp một tiếng. Mấy vị đại thần thấy thế hấp tấp đứng dậy, sụp lạy, quỳ dài trên mặt đất không dám thở mạnh. Hoàng Trị cả giận nói: giỏi, giỏi cho Dương Lăng, lá gan rất to, dám can đảm kháng chỉ. Lúc bấy giờ về đến nhà, Dương Lăng ôm mẫu nương xuống xe, vừa mới đi đến cửa, y chợt nghe một thanh âm trầm bổng: Dương thị độc quả là vừa khéo, tại hạ vừa mới tiến kinh, đang muốn đăng môn bái phỏng, không nghĩ tới đây là tôn phu nhân làm sao vậy? Dương Lăng quay đầu nhìn lại, y thấy một lão nhân khuôn mặt quắc thước đi tới trước mặt, kinh ngạc nhìn ấu nương trong lòng mình. Dương Lăng ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu, nhất thời thần trí vẫn chưa tỉnh lại. Lão nhân đó thấy y tinh thần hốt hoảng, vội nhắc nhở: tại hạ là thương gia mua bán thuốc Ngô Kiệt ở Kê Minh đấy, đại nhân vẫn còn nhớ phải không? Vì gần đó còn có một số dân chúng đang đi theo Dương Lăng xem náo nhiệt, nên Ngô Kiệt không dám nói tới thân phận chính thức của mình, chỉ dùng thân phận nhà buôn thuốc nhắc nhở y. Dương Lăng nghe xong chợt cảm thấy rất quen thuộc, y bất giác gật đầu nói: nhớ, ngươi là Ngô Kiệt. Ngô Kiệt tần ngần nhìn Hàn Ấu Nương hỏi: Dương đại nhân, tôn phu nhân bị làm sao vậy? Dương Lăng cười buồn bã đáp: Ấu Nương bị bệnh thương hàn, bệnh nặng, không thể chữa được. Sao? Thiên hộ cẩm y vệ Ngô Kiệt giật mình nói: bệnh thương hàn ư? Thế nhưng thật ra tại hạ có một phương thuốc, đại nhân có muốn thử không? Dương Lăng khanh khách cười, thần sắc kỳ dị hỏi lại: ta đã chữa chạy khắp các danh y trong kinh thành rồi, ai cũng bó tay, người trị được sao? Ngô Kiệt đỏ mặt đáp: tại hạ chỉ biết sơ lược về dược lý thôi, nó đến chữa bệnh thật sự là xấu hổ. Thế nhưng phương thuốc là do bá phụ Ngô Thanh Viễn chuyển xuống, nghe nói chữa bệnh thương hàn rất tốt à. Vừa nghe nói tới mấy chữ Ngô Thanh Viễn, bảy hồn sáu phách của Dương Lăng đột nhiên trở về cơ thể, y sải bước chặn ngay trước mặt Ngô Kiệt, trợn tròn mắt quát lên: Người nói ai? Ngô Thanh Viễn sao? Viện trưởng thay viện Ngô Thanh Viễn sao? Ngô Kiệt giật bắn cả người, lùi lại một bước, lập cập đáp: Chính là ông ta, đúng là bá phụ của ta từng giữ chức viện trưởng thái y viện, chỉ là 7 năm trước đã qua đời. Đại nhân nghe nói về ông ta rồi sao? Dương Lăng hấn hở, y ngửa mặt lên trời hét to một tiếng, rồi vội vàng bảo với Ngô Kiệt: Mau vào phòng, nói cho ta biết phương thuốc của ngươi. Cửa sổ phòng Dương Lăng đóng chặt, Ngô Kiệt và huynh đệ họ Điền đều đang đứng trong gian nhà chính, thần sắc khẩn trương đợi chờ tin tức trong phòng. Ngô Kiệt chép lại phương thuốc xong, lập tức gọi tên Sa Phu đi lấy thuốc. Sa Phu bèn chạy về Hạnh Lâm Cư. Anh em họ Điền nghe nói phương thuốc này do diệu thủ thần y Ngô Thanh Viễn ngày xưa lưu lại,
có thể chữa được bệnh tương hàn cấp tính, bèn lập tức tự mình hốt dược liệu tốt nhất, rồi cùng đến xem kết quả ra sao. Phương thuốc trị bệnh tương hàn của Ngô Kiệt gọi là hợp trường cao, chuyên trị bệnh tương hàn cấp tính dẫn tới bất tỉnh nhân sự. Thuốc này không được uống, chỉ dùng xuyên ô, thảo ô, ban mao, ba đậu, tế tân, hồ tiêu, phèn chua, can khương, ma hoàng, theo phân lượng nhất định mà điều chế, nghiền thành bột, dùng giấm quét thành viên, cặp vào dưới lách, kheo chân, đốt tay người bệnh. Mặt khác, cho một người nằm phủ lên trên, hai đôi bàn tay đặt áp vào nhau, tứ chi tương hợp, đắp chăn thật dày, cho đến lúc cả người đẫm mồ hôi, lại dùng nước nê hoàng tẩy sạch là khỏi. Trên người Dương Lăng đắp ba tầng chăn bông dày, hai tay nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của Ấu Nương. Nóng quá, y đổ mồ hôi rầm rề, vì đang áp vào má của Ấu Nương nên những giọt mồ hôi to tướng từ trên đầu y lăn xuống, rơi lên trên trán của Ấu Nương. Cảm thụ nhịp hô hấp của nàng rất khẽ, trong lòng Dương Lăng không ngừng thầm gọi: Ấu Nương tỉnh lại, Ấu Nương, nàng nghe được không? Nhất định phải sống lại, nàng hứa sẽ theo tướng công cả đời mà. Ở bên dưới, dường như Ấu Nương nghe được tiếng thì thầm trong lòng của hắn. Rất lâu sau đó, nàng chợt phát ra một tiếng rên rỉ như có như không. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 19 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Các bạn nghe thì cũng có thể biết là Khánh Duy đang bị mất giọng, vì thế tập này hơi ngắn. Ở tập sau Khánh Duy sẽ đọc dài hơn. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.